đình để với kênh của Lợi. Bây giờ là hai vợ chồng Lợi đi ra vườn đặng hái dưa hấu tiếp. Có mấy dây dưa hấu mà hai đứa mình hái hoài luôn. Chị Tâm hả? Cầm dao hả? Chị Tâm cầm dao rồi. Đi thôi cả nhà ơi. Ôi ơi, cả nhà xem nè, thanh long nhà cha vợ chồng nè. Trời mưa xuống bữa giờ là một cây nó ra quá trời trái luôn. Cái này là mưa nó tự ra nè, không phải là hàng sông đèn nha. Nàng trời ơi trời, bó tay nè. 1, 2, 3, 4 bốn cái này về, nhưng mà sau này mình sẽ ngắt ra bớt nha. Ngắt để chừng một trái hoặc là hai trái thôi, chừng nào dây có lực thì mình mới để được hai trái. Trời ơi, còn cái dây này nè, tới 5 hoa luôn phải không? Thanh long quá nhiều. Và bây giờ sẽ ra vườn để hái dưa nha. Chào chị. Em lấy dao hả em? Đây nè. Rồi đi ra đây. Bạn giờ xinh quá làm sao ta? Đi đi. Bỏ dép ra đi hả? Hai sao lận? Em lấy dép này cho nó hả? Dép này phải không? Mang dép này luôn hả? Mang lát vô trà. Ok. Rồi. Đi trượt thì sao? Rồi đây. Hôm nay là lại nhờ con nhỏ em. Trái nó chưa chín hả anh? Hai trái trong chị ạ. Quay giùm. Trái này chín chưa? Chưa đâu. Chị Như quá hả? Chưa chín chưa ta? Sao cái đầu nó bị đèo lạ? Hả? Chị Như á nè nè. Ôi dưa. Lạ quá. Trong đây có hai trái rất là to luôn nha cả nhà. Bây giờ là sẽ vào để hái. Đây nè, cha em khó focus cái này. Đây. Wow. Đã ghê chưa? Chín rồi cả nhà ơi. Nè, đây là trái dưa nha. Dưa và thanh long. Đây, hai trái. Anh sẽ ngắt ra luôn. Đây nha, dạ, để anh sẽ cắt cái này ra. Đây. Đây là cắt hai trái luôn, sẵn cắt hai trái luôn. Đây là thanh long. Ủa quên. Đây là trái dưa hấu. Em cần mình đi e trang, anh cắt luôn trái kia. Coi chừng dơ nha. Đây, cầm đây nè. Đây. Còn một trái trong đây nữa nè cả nhà, chị thấy không? Nó núp trong đây nè. Có chừng đó nha. Cũng gần bé thôi, họ được đi xa chứ. Xa hết rồi, bây giờ còn gần. Té xuống nha. Cười đã luôn. Nhà cha lại chồng chơi mà ăn thiệt. Con chồng thiệt mà không có ăn. Ngộ vậy á. Bây giờ sao ra? Cái này chín chị ta nó cũng héo dây rồi, hái luôn đi anh ơi. Cái nào? Nè. Cái này bị đèo hay gì rồi? Hái luôn đi. Hái luôn hả? Chín không? Đây đưa cho đó em cầm cho. Đi, rồi bây giờ mình ngồi đó mình ăn đây. Mình phải đi rửa chứ. Trái dưa này nó hơi bị e rồi. Rửa đi được. Bỏ dép ra anh. Rửa đi ra ngoài phía trước á. Đó, cả nhà ơi, mình sẽ đi rửa mấy trái dưa này nha. Mình sẽ ra trước mình ngồi mình xơi. Càng cua bữa nay ngon quá. Em quay xét cái lá càng cua luôn, có bạn nói cái xe quay cận cái lá càng cua. Đây đây, em sẽ quay cho cả nhà xem. Đây, cái này là mới ra nên ăn rất là ngon. Nó non, non dữ lắm. Ăn rửa hả? Ừ. Rất là ngon. Cái này không biết làm sao ta. Trái này nghi quá. Cái đầu nó bị teo lại ta. Nó bị đèo, bị sâu hả? Đó. Coi chừng rớt. Chưa hai cầm phụ đi. Đem ra ngoài trước rồi. Ra ngoài trước thì ngồi. Rồi, ba trái dưa này. Lại sẽ để cho nội, mẹ và cha một trái. Còn tụi lại ăn một trái. Một trái rưỡi. Rồi, bây giờ lại sẽ lấy một trái để lên nhà trước. Mình có thể là xẻ ra cho mấy bạn ăn thử nha. Lấy luôn cái này, chắc cái này sống quá, nghi quá. Dạ. Mời mọi người lên đây ăn dưa. Anh băng đá nè anh. Ừ. Anh đi đâu vậy? Anh đi dạo, đi với anh. Cả nhà biết chú chó này là bao nhiêu năm tuổi chưa ạ?
Anh biết không? Biết. Bao nhiêu? 14 năm. Em nghe nói tuổi thọ chó chỉ có 16 năm thôi đúng không? Sao em biết? Bà anh muốn nghe cái chị kia nói tuổi thọ là 16 năm mà không biết phải không à. Nhưng mà bé chó này đã 14 năm rồi đó cả nhà. 14 tuổi luôn rồi. Bả chờ bữa nay trời hơi âm u. Qua nay mưa rất là nhiều. Đi làm rất là nắng và cũng quên đi làm rất là mưa. Tự nhiên mưa mà cũng nắng. Ai giờ chúng ta lại bà xứ nha. Ở đâu người ăn đây ta? Ngồi chỗ nào mát mát. Trời ơi anh ơi, anh có cây ớt có chút xíu mà có trái nè anh. Bây giờ là mình sẽ sẻ dưa và mời cả nhà cùng ăn nha. Chị, chạy rang dưa nè, anh hai. Rang dưa luôn nè. Bây giờ mình sẽ thế nào trước đây ta? Hả? Trái bự đi. Trái nhỏ trước. Bữa nay là kết thúc ngày làm rồi, Lợi sẽ tranh thủ lại đi lên bé Đạt. Bé Đạt, đi bé dưới Đồng Tháp. Lợi sẽ tranh thủ lại đi lên bé Đạt để thăm bé Đạt một lần nữa nha. Lợi sẽ gửi cái số tiền mà Mạnh Thường Quân đã gửi cho bé Đạt và Lợi sẽ livestream trực tiếp. Như bé dưới Đồng Tháp nữa. Bé ở Đồng Tháp nữa. Trời ơi, chín rồi. Nè, giờ vô ăn luôn với anh nè, cho anh hai mượn, anh hai quay giùm đi. Không ăn hả? Em mới ăn cơm no lắm. Sao nó nứt, nó giòn dữ vậy anh hai? Chín quá là vậy đó. Ôi, cái này ngon quá. Mẹ nó dưa hấu mà nó héo dây là nó chín á anh. Gì hả? Là ủa nó chín xong rồi nó chết luôn cái dây hả? Hay sao? Không biết. Rồi xẻ thêm trái bự luôn ha. Mình ăn xong cái này mình sẽ xẻ luôn. Em nôn trái bự quá, con nó đỏ không? Nhiều quá. Vô. Vô, mời cả nhà ăn. Ở đây đó. Nè. Đỏ quá trời. Đỏ quá. Đó. Anh hai ơi. Kêu em trai đó lại ăn luôn. Mà chà lết cái sân. Đấy, mời cả nhà ăn cái mâm dưa này nha. Đây, mời em. Vô đi. Dưa đi. Chị ơi, nè, mời anh hai. Vô ngồi đi em. Nè em, anh trai. Ngọt không anh? Ngọt quá. Ngọt xích vô đi. Chấm muối nè. Sát vô luôn. Thì tuy ăn như hấu như kiểu người ta cái trắng trắng. Bữa nay lại mới tiễn em một hot boy là một hot girl. Ủa em tên gì? Dạ em tên Toàn anh. Bạn Toàn, bạn Toàn là làm chung với lại anh hai đúng không? Bạn Toàn là làm chung công ty với anh hai. Còn đây là bé Trang. Đây là em của Lợi, ai muốn có info thì cứ để comment lại là cho nha. Bé đang độc thân vui tính. Có gãy không bà, để rồi tôi giới thiệu không gãy bà. Thì bà chỉ lên gãy chồng. Bé đấy nhỏ mà ngon khủng khiếp ha. Không tưởng đâu nó không chín chứ. Đúng rồi, tưởng đâu nó non. Thôi ăn đi, lát chị ăn sao. Không bắt. Dưa này là dưa sạch luôn á nha cả nhà. Năm sau cha nói cha chồng nhiều hơn. Tết cho cha khách tham quan vô luôn. Mỗi vé lấy khoảng 400 ngàn. Hiện tại còn mấy giây á. Mấy giây chưa có trái luôn. Mấy giây đang lên. Có bạn kêu là mình rào lại mình làm cho người ta vô tham quan bán vé vô coi Thanh Long. Thanh Long rồi. Vô ăn hơi lâu. Ví dụ như là 50 ngàn một người vô ăn chừng nào đã thôi. Trang ngồi xích lại anh lại đi Trang. 50 ngàn vô ăn đã thôi. Mấy trai thì mấy trai. Nhưng mà lỡ mà Thanh Long mà mắc cái vô cho ăn tạc nghiệp luôn. Xẻ trái bự luôn đi, nôn coi trái bự quá. Em nôn thì anh không xẻ, cho em tức chơi. Ngon
xẻ thì ăn ăn. Wow. Đây nè, giờ chuẩn bị nè. Em nghe gõ báo báo. Nha cả nhà ơi, để lại hướng dẫn mình cái cách là nhận biết hay là ủa yoga hấu mà chín hay chưa nha. Chúng ta sẽ bốn. Bốn nữa. Đó. Bốn chừng nào mà mình cảm giác là mình đau tay á thì mình đừng bốn nữa, đau quá. Bốn xong thì mình sẽ xẻ ra nha, mình xẻ ra mình mới biết được. Đó. Một cách rất là đơn giản. Đó, rồi rồi đó. Ê nó nứt luôn rồi anh. Và chỉ cần xẻ cái này ra thôi mà nó nứt vậy là nó đã chín nha cả nhà nha. Tách ra luôn, tách ra luôn. Tách ra luôn. Không cần cắt đâu. Tuyệt vời quá. Trời ơi, dưa hấu nhà ngon quá. Cái này là hồi chín. Đây giờ lấy muỗng mà múc ăn thôi ta. Ha. Lấy muỗng múc, múc ăn chắc đã lắm nè. Để anh đi lấy muỗng cho. Ôi. Cái này là nó chín quá rồi nè. Ôi nó chín quá đó. Cha chờ mình về hái á. Mình nói cho ăn cái gì mà như vậy mới ngọt nè. Đúng rồi. Ên ha. Bữa nay mình về mới được ăn đúng không? Hình như còn mấy giây chưa có trái nữa, chắc còn mấy tháng nữa là có ăn. Thì đúng kêu cha ha. Canh trồng tới Tết á, tại vì người ta nói là 57 ngày như 2 tháng là luôn ngày thu hoạch tới ngày trồng tới ngày thu hoạch là 57 ngày. Thế nhà ơi, bây giờ là lại sẽ đưa muỗng cho mấy anh chị nha. Đây chị của em đúng không, của anh đây của em còn lại. Mời cả nhà đồ ăn sao, đồ ăn sao bây giờ. Ê, sẽ múc cả nhà có để ý cái muỗng không? Không có mình muỗng không phải là lại mang, tại vì hết muỗng nhỏ rồi lại còn có muỗng bự này thôi, mình phải sử dụng thôi nha. Bây giờ mang trước nha cả nhà. Vô hả, miệng vô hả, miệng vô. Đây mình ăn cái này. Vô vô, vô. Ăn đi toàn trang, ăn với lợi cái đó đi. Riêu ngọt. Ngọt hơn cái nãy luôn hả? Đúng miếng quá. Ăn đi lấy, em ăn sai mới ăn cơm á. Ngọt hơn cái nãy nha. Ngon lắm luôn á. Nhức nhối luôn. Mát ghê luôn á ta ha. Mùa này mùa mưa mà ngọt kìa ha. Ủa dưa hấu có phân biệt mùa mưa với mùa nắng nó ngọt. Ai biết thường thường thấy mùa mưa cái gì cũng lạc hết á. Mía cũng vậy nữa. Bữa nay trời mát quá, nay hay quy về hơn. Trời mưa à. Ngọt quá. Vậy chắc trái kia cũng chín luôn rồi á. Chín chứ, hai dây chung mà anh. Ở hỏm hai trái bị thúi ủ ghê luôn á. Ngon quá. Không phải là ham ăn đâu nha, lại nhà hết muỗng rồi cũng muỗng này thôi, chứ sạch á. Chứ lại ham ăn ngon không có đâu. Dùng anh game vô. Không giờ là ham ăn. Vô. Vô. Rồi coi. Anh em vô. Không mà để này đơn giản không quên. Toàn với Trang vô hả? Không có. Hai em là bằng tuổi luôn á. Đúng rồi. Không? Còn anh phải vô với em chứ. Đúng rồi. Đi anh em đi vô. Vô nhà luôn. Còn hot boy không phải nè. Cả nhà, đây là bạn Toàn, bạn sinh năm 1996. Không em, 97. Chưa có người yêu luôn. Chưa có người yêu độc thân luôn, trời ơi đẹp trai thấy ghê chưa. Đó. Đẹp trai mà thấy ghê. Đẹp trai dễ thương ghê không. Đó. Còn đây là bé Trang cũng vậy luôn. Hai em này bữa nay là đưa cho lại đứa 3 triệu để tìm người yêu nha, nhờ lại giới thiệu dùm người yêu. Mấy người đẹp hay ế lắm ha. Nha Trang ha. Anh này vô chiên. Ăn đi toàn mà thích vô ăn đại đi. Ăn đại đi em. Dạ. Mà ăn nhiều nó no. No chứ, ăn dấu no. Nhìn nó đỏ. Nhìn nó no, sắp tiên nhờ nướng. À, một chút nữa lại có thêm một món gà nướng và tôm. Chắc lại sẽ là cắt cái clip này ra hai phần cho cái nhà mình dễ xem nha. Trời ơi, tấn công vào kia luôn trời. No quá.
Ngọt hả? Chưa bao giờ ăn cái dưa hấu ngọt như vậy luôn. Thiệt luôn. Quá trời ngon luôn vậy. Thằng Tỏ cũng đưa thiệt, Trang cũng đưa thiệt luôn. Quá ý. Rồi. Bụng. Lấy cái muỗng cũng phải chết. Tính hết rồi. Tính hết chưa? Ba nghĩ vậy. Không có là già hết muỗng rồi, buộc chưa bao giờ lại ham ăn gì đâu. Bữa nay là chủ nhật nên mọi người được nghỉ làm mà về quê chơi với gia đình. Ăn nè, chứ tỷ hết đó. Ăn đi còn trái nữa mà. Quá trời ngon. Ngọt thanh thao luôn á. Ngọt lắm. Dưa này nay chắc cũng mười mấy ngàn ký á. Thôi mua ngoài chợ 15 ngàn anh, bữa em mua 15 ngàn. Mà một trái này nó cũng mấy ký ha. Chắc tầm khoảng này hơn 2 ký à. Hơn 2 ký. Dưa xanh này đâu có mua được. Tự trồng à. Tuyệt vời. Hình như hai cái trái này sao cái hai trái mà thối lúc trước đúng không? Sao? Dạ đúng rồi. Hai trái lúc trước hình như to hơn nữa. Lại vô tiệm á, lại vô tiệm là cũng hay uống cái nước ép dưa hấu với cà rốt. Em thấy trên mạng bán lẩu dưa hấu á. Không ăn nó toàn. Là sao? Là cái trái dưa hấu mà người ta nạo ra người ta trộn với cái gì ta sủa với cái gì đậu phộng á. Ăn cho hết nha, không phụ lòng người trồng nha. Ăn quả nhớ người trồng cây. Ừ, hết rồi. Sao mà mình kia quay người trồng cây. Sao? Năm sau là cha hứa là cha trồng nhiều lắm, chắc cỡ nửa vuông á. Nhiều chứ khoảng 5 rồi là ra. Sẽ rào cái cổng ngoài đó, muốn bán vé cho người ta vào để tham quan nha cả nhà. Dưa này tết mình trồng chưng luôn. Rồi tất cả đã xong xuôi. À clip đến đây cũng khá dài rồi ha. Lại xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở clip sau. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ lại nha. Đại gia đình Lợi xin chào đại gia đình. Bye bye.